Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang giới thiệu tới quý vị và các bạn một đôi hạc thờ. Đôi hạc thờ này có kích thước là cao 1m53, đứng đứng trên hai ông rùa, cao tổng thể là 1m53. Đây là một đơn đặt hàng của chị Thanh, chị ở Nam Định, chị đặt cho nhà thờ. Thì đôi hạc thờ này đã được sơn son thiếp vàng Đài Loan, hoàn thiện bóng bẩy xong để bàn giao cho quý khách vào đúng ngày thờ cúng được đúng tiến độ. Hạc thờ này là chúng tôi thường tính theo chiều cao, thì chúng tôi sẽ dịch mẫu cân đối với chiều cao. Thì trong tháng 6 tới này thì chúng tôi sẽ ra mắt thêm một mẫu sản phẩm nữa là ngựa thờ. Còn trong video này chúng tôi giới thiệu đến là đôi hạc thờ được ngồi trên hai ông rùa, và phần chân chúng tôi được sơn đỏ, gọi là sơn son. Còn phần lưng và phần cổ là chúng tôi thiếp vàng Đài Loan. Thì quý khách ưng mẫu hạc thờ này, quý khách có thể liên hệ chúng tôi theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vâng, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về đồ thờ cúng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.